Axit benzoic được sử dụng như một hóa chất bảo quản thực phẩm. Cái hiệu của hắn là E210 cho xúc xích, nước sốt cà chua, mù tạt, bơ thực vật. Nó ức chế sự phát triển của nấm mốc, nấm men và một số vi khuẩn. Hỏi công thức của axit benzoic. Ta có câu là 6V7B, B chúng ta là 7 carbon. Như vậy đây 6 carbon, 1 cái 7 carbon được. Như vậy có đúng là câu B. Câu A chúng ta loại bởi vì đây là axit acetic. Câu C chúng ta loại bởi vì nó là axit formic. Còn câu D chúng ta loại bởi vì nó là COOH tất cả hai thì nó là axit salic.